Hello, xin chào tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi cái video của Cường Thì tiếp theo ở cái video này Cường sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho tất cả các bạn một cái món ăn rất là ngon cũng như là rất là quen thuộc đối với chúng ta Và để làm cái món này thì nó cũng khá là đơn giản Thì sau đây Cường cũng như là tất cả các bạn sẽ cùng đi thực hiện cái món này Và đây là rau tiếng vua thì các bạn ngâm như thế nào để cho cái cọng rau tiếng vua của chúng ta nó được xanh hơn thì các bạn phải ngâm bằng nước lạnh nhé không được ngâm bằng nước sôi hoặc là nước nóng các bạn ngâm bằng nước lạnh thì cái rau tiếng vua của chúng ta nó sẽ giữ được cái độ xanh còn mà khi các bạn ăn á, thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được nó có độ giòn rất là nhiều và sau khi mà các bạn ngâm bằng nước lạnh trong khoảng thời gian 1 đến 2 tiếng thì rau tiếng vua chúng ta sẽ nở ra và chúng ta sẽ sơ chế cũng như là cắt khúc nó vừa ăn và tiếp theo thì các bạn ngâm giấm đường thì với cái tỷ lệ ngâm giấm đường là một giấm nè một đường và ba nước và các bạn cho vào ngăn mát tầm khoảng 30 phút cho nó tạo cái độ chua một lát chúng ta trộn gỏi thì có cái vị chua và nó sẽ được ngon hơn và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị một số nguyên liệu để mà chúng ta trộn chung với gỏi rau tiên vua thì trước tiên là cà rốt thì các bạn có thể sắc theo cái ý thích cũng như là cái kiểu nào đó cho nó phù hợp với cái món gỏi của chúng ta về phần hành tây thì các bạn có thể sắt theo màn hình mình chia sẻ cho tất cả các bạn đây. Tiếp theo là về phần dưa leo thì chúng ta sẽ bỏ ruột, chúng ta sẽ không sử dụng cái ruột. Dưa leo thì các bạn có thể là sắt lai like như thế này hoặc là các bạn có thể là dùng cái đồ nhấn tỉa khía, các bạn có thể là nhấn tỉa khía cũng được. Và tiếp theo thì các bạn chuẩn bị thêm một chút đậu phộng rang nè và hành phi cũng như là rau răm và ớt sừng sắc sợi và các bạn có cần tay sắc sợi thì càng tốt, còn nếu như không có cần tay thì không sao. Và chúng ta đã chuẩn bị một số cái nguyên liệu cho món gỏi thì sau đây chúng ta sẽ đi trộn gỏi nha. Và đây là rau tiếng vua mà chúng ta đã ngâm giấm đường hơn khoảng 30 phút vừa qua. Thì cái rau tiếng vua này khi các bạn ngâm giấm đường nó có cái độ vị chua của giấm nhẹ chứ nó không quá chua nha. Thì khi chúng ta bóp gỏi thì nó sẽ thấm đều hơn cũng như là nhanh hơn và chúng ta ăn cảm giác được cái rau tiếng vua nó sẽ ngon hơn và các bạn cho hết những cái nguyên liệu chúng ta bỏ vào như là hành tây hay là ớt uh, sừng sắc sợi nè cũng như dưa leo cũng như là cà rốt tiếp theo là các bạn cho nước mắm gỏi nước mắm trộn gỏi nha thì cái công thức nước mắm trộn gỏi này mình sẽ để dưới phần mô tả và các bạn sẽ vào xem cũng như là tham khảo về cái công thức nước mắm trộn gỏi này và tiếp theo chúng ta sẽ trộn đều gỏi lên nha trộn gỏi thì các bạn không nên bóp gỏi nha các bạn chỉ đảo đều cũng như là sóc đều lên thôi Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho hành phi nè, cũng như là rau răm, cũng như là đậu phộng vào. Chúng ta sẽ trộn đều lên một lần nữa thì chúng ta sẽ cho ra dĩa nha. Và về tôm cũng như là thịt thì các bạn trộn chung với một chút nước mắm gỏi cho nó thấm gia vị nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đề co cũng như là trang trí nó đơn giản một chút. Chúng ta sẽ cảm nhận được cái dĩa gọi của chúng ta nó sẽ được đẹp nè, cũng như là sẽ ngon hơn. Và trên đây là phần chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho tất cả các bạn một cái món ăn rất là ngon cũng như là rất là quen thuộc đối với chúng ta. Thì cái món này các bạn xem video có ý kiến gì cũng như là có thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại phần bình luận bên dưới cho mình cũng như tất cả mọi người biết và hiểu thêm về những cái giá trị mà chúng ta đang mong muốn đến. Và qua cái video này các bạn cảm thấy yêu mến Cường cũng như là quan tâm đến những cái video mà Cường chia sẻ thì các bạn hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón theo dõi những cái video mới tiếp theo nhé.